Vệ, rồi tôi không không tôi muốn xem một tí rồi, rồi. Lắm này. Rồi, nhờ lắm mà bọn tớ mới quyết tâm đi đấy nhá. Ờ, đây là quyết này, H4 này. Lê Xuân Phong. À, Lê Hằng Số. Hai hai hai. Dũng lớp ca, tôi mình Long quý đá bóng với nhau. Tôi đang luyện ngợi rồi. Chứ thế đạp là cứ toàn là lấy tay. Thế đạp tốt với nó, có gì đứng sáng. Thắng là trong 27. Khoái quá rồi, nhìn nhầm.
Xin giới thiệu cho mình cái nào. Tôi là Mai Văn Quân, là học viên khóa 2. Rồi, cảm ơn. 2DK1 xin chào Dũng và các bạn. À, Bình bây giờ đang ở đâu? Mình đang ở Lạng Sơn. À, bây giờ là với ai đấy? Mình vẫn độc thân. À, sướng quá. Mình là Nguyễn Tân Triệu, lớp 2DH1. Đã nghỉ hưu tại Lãng bảo là ai đến chụp chụp ảnh chụp bi. Rồi, cảm ơn. Lâm biết rồi. Đây. Giới thiệu. Lâm. Tên đầy đủ Vương Đắc Long, lớp 2DH1. Long bây giờ đang ở Sài Gòn. Thôi được rồi. Phạm Văn Đất đây. Phạm Văn Đất. Phạm Văn Đất đây, lớp 2DH2 đây. Vâng, 2DH2. Quê ở Thanh Bình, Tây Liên, Hà Nam, hiện nay trú quán ở thôn 6, Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc. Hiện tại đang là phó hiệu trưởng. Tôi là Đức Quý, lớp 2DH1. Hiện nay đang nghỉ tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Rồi. Rồi xin giới thiệu đi. Hồng Vinh, Hòa Hóa, Thanh Hóa. Bây giờ bạn đang làm gì? Bây giờ phải nghỉ hưu thôi. Bây giờ nghỉ ở đâu ạ? Nghỉ ở quê. Nguyễn Đồng Lu bây giờ đang nghỉ hưu tại quê. Quê ở đâu ạ? Lớp học lớp gì? Học lớp 2DH3. Rồi, cảm ơn nha. Bây giờ đang làm gì? Tôi là phó chính ủy trường sinh hoạt tăng cấp. Vâng, cảm ơn anh nha. Nói tên Nguyên học ở nước nào? Bây giờ làm gì? Quê Nguyên Đăng Quý. Lớp 2DH1. Hiện nay thì đang công tác ở liên đoàn 215. Quê sang quê. Quê là Nghi Thu Cơ Đỏ Nghệ An. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, xin giới thiệu cho mọi người biết đi. Mình là Vũ Đình Chiến, lớp 2DH5. Hiện nay bạn đang làm gì ạ? Hiện nay tôi là chủ nhiệm khoa tham mưu phương pháp của nhà trường. Thế bây giờ gia đình ở đâu ạ? Gia đình tôi hiện nay vẫn là tại Lạng Sơn. Rồi, cảm ơn Chiến nha. Rồi, các bạn giới thiệu đi. Vâng, tôi là Nguyễn Văn Minh, hiện nay vợ con đang ở là quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đấy. Hiện nay sư phụ tham mưu trưởng sư đoàn thiết bị đồng viên 16 của binh đoàn 16, sư trưởng không có. Đấy, vâng, đấy thế thôi. Thế nhưng mà trước mình học lớp nào nhỉ? Trước tôi 2DH5, hiệu đoàn của đồng chí Bích. Rất cảm ơn. Vâng. Thank you.
còn lại anh vào đâu đưa lên đây cho tôi. Thank you.